quý vị, hiện nay các công ty du lịch đã chào bán tour Tết Giáp Thìn năm 2024 với nhiều sản phẩm mới đa dạng. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chú trọng xây dựng thêm các chương trình ưu đãi với giá hấp dẫn để thu hút khách lựa chọn các tour này. Với dự báo thị trường du lịch sẽ có tỷ lệ tăng trưởng tốt, hơn 200 chương trình tour trong nước và nước ngoài đã được đưa ra chào cho du khách. Trong đó, thị trường mục tiêu là Đà Nẵng, Phú Quốc cùng với miền Bắc, miền Tây. Còn thị trường nước ngoài tập trung Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Úc, Mỹ, Đông Bắc Á. Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều người dân đã tìm đến các công ty lữ hành uy tín để đặt mua trước các tour Tết, chủ yếu chọn các tour Tết nước ngoài. Thỉnh thoảng thì chị cũng hay đi du lịch vào dịp Tết. Ở các nơi thì ở Việt Nam mình thì đa số là ở Việt Nam mình. Nhưng mà năm nay thì chị cảm thấy là có cái tour du lịch bên Nhật này, chị thấy là giá là khá là rẻ so với các năm khác. Thành ra là chị chọn đi tour du lịch này. Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Đà Nẵng cho biết năm nay sản phẩm tour Tết 2024 đa dạng hơn các năm trước. So với cùng kỳ năm ngoái, giá tour không biến động nhiều, song để thu hút khách, Vietravel đã đưa ra chương trình khuyến mại xuân 2024 với thông điệp Tết kết bạn niềm vui, áp dụng từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Cụ thể, khi khách hàng mua và thanh toán tour càng sớm, sẽ nhận về mức hoàn tiền càng cao, kèm thêm nhiều quà tặng hấp dẫn. Nhiều tour du lịch nước ngoài như Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản có giá tốt dành cho khách. Chị thì thường thường là năm là cũng giai đoạn này là chị sẽ mua cho hai mẹ của chị đi chơi, và năm này thì cũng là năm thứ hai hai bà đi. Và cái giai đoạn này thường thường Vietravel hay có những cái chương trình khuyến mãi như giảm tiền, giảm phí, đồ có quà tặng á, hay là cái giai đoạn này nhà mình cũng hay đi. Với tour Tết miền Trung, trong đó có thành phố Đà Nẵng, các đơn vị lữ hành cho biết tập trung lịch khởi hành dày từ hai đầu Hà Nội, Sài Gòn. Các tour này chủ yếu xây dựng chương trình tham quan các di tích văn hóa lịch sử. Công ty cổ phần lữ hành quốc tế Hải Vân Cát cho biết, đơn vị đang triển khai xây dựng các tour Tết phù hợp với sở thích, nhu cầu du xuân của khách hàng. Những cái tour du lịch năm nay thì bọn anh chú trọng đầu tiên vẫn là ưu tiên về mức chi phí giá rẻ để kích thích cái nhu cầu của khách hàng. Thêm nữa thì do tình hình lễ Tết năm nay thì thời gian nghỉ ngắn ngày, nó không được dài như mọi năm, thì do đó sẽ chú trọng vào những cái tuyến cung đường ngắn thôi. Chương trình khoảng là 4 ngày 3 đêm hoặc là 5 ngày 4 đêm là tối đa. Theo nhận định của các doanh nghiệp, tour Tết 2024 ở từng thị trường cũng đang có xu hướng tăng giảm tùy tuyến. Ngoài ra, du khách cũng được khuyến cáo nên đặt tour sớm để có giá tốt và nên chọn các công ty du lịch uy tín có thương hiệu để tránh bị lừa đảo mua tour cuối năm.